Hiện tại là Hùng đang đứng trên đây là con đường quy hoạch rộng 16 mét nha quý cô chú anh chị, nằm trong khu dân cư Hòn Sền, Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Chào mừng tất cả quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Hùng trong cái chuỗi series chia sẻ về những cái cơ hội đầu tư nhà và đất tại khu dân cư Hòn Sền. Thì ngày hôm nay thì Hùng sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị về một cái bất động sản đất không, nằm trên con đường 16 mét, nằm gần hoa viên, nằm gần biển, đường di chuyển là thông thoáng luôn. Và bây giờ để giúp cho cô chú anh chị chúng ta hình dung rõ hơn, Hùng sẽ quay lại phía trước và Hùng sẽ chia sẻ thêm thông tin về cái bất động sản này cho cô chú anh chị chúng ta tiện theo dõi nha. Xin mời tất cả cô chú anh chị ạ. Hiện tại là Hùng đang đến trên đây là con đường chữ tắc của mình nha anh chị. Cái lô đất mà Hùng muốn gửi tới cho quý cô chú anh chị tham khảo là đây nha anh chị. Tổng diện tích của lô đất của mình là 146 m², mặt tiền của mình là ngang là 7,5 m, đúng không ạ? Đất của mình thì di chuyển là thông tháo luôn. Đối diện đất của mình đây là cái hoa viên nè anh chị ha. Đó, con đường chữ tắc của mình là con đường rộng 16 m, gạch rộng 16 m nha anh chị. Cái đường này chúng ta cũng là đường thông nè anh chị nha. Đường này chúng ta cũng là đường thông này, đường xe ô tô di chuyển thoải mái rồi. Đi thẳng đường này chúng ta sẽ kết nối xuống biển anh chị ha. Con đường Phạm Văn Đồng kết nối ra con đường Bùi Hi Bích. Và bên đây, đúng không ạ? Đây con đường bên hông đây thì chúng ta sẽ kết nối ra là con đường Bùi Hi Bích luôn anh chị nha. Đây, con đường Hi Bích đây. Đúng không ạ? Đó, cái đường mà xe ô tô taxi xanh mới vào đó. Rồi con đường này cũng là con đường thông luôn này anh chị này. Chị em ơi, tất cả những con đường này là trục đường thông, đường nhựa hết này anh chị này. Đây, đó. Đây, đó, lô đất của mình đây. Lô đất của mình là cái mặt tiền vô cùng là rộng luôn chị nha. Ngang tới 7,5 m sau một sau tầm 20 m, hơn 20 m một xíu chị nha. Ở bên đây là full đất ở đô thị luôn của chú anh chị ạ. Đây là đất của mình là thuộc tái định cư cho nên vấn đề về pháp lý rất là rõ ràng rồi. Đi bộ xuống biển cũng tiện. Sau này chúng ta có kinh doanh một bán nhưng mà làm kho làm bãi cũng rất là thuận lợi luôn chị ha. Xây một cái villa, đúng không ạ? Xây một cái villa biệt thự trung tâm thành phố gần biển, đúng không ạ? Thì rất là vô cùng là thuận tiện luôn. Và đối diện nhà của mình thì hoa viên cho nên là cây xanh rất là mát mẻ luôn nha cô chú anh chị. Nhà mình thuộc là hướng nam nữa. Rồi cô chú anh chị nào mà quan tâm muốn tìm hiểu kỹ hơn, inbox Hùng hỏi thêm thông tin nha. Và xin chân thành cảm ơn ạ.